Chó Buck đằng sau vẻ dễ thương là tấm bi kịch mua vui cho loài người. Buck ban đầu không phải là một giống chó có mắt ngắn, mũi ngắn và ngũ quan như ngày nay. Loài Buck mà bạn nhìn thấy bây giờ là kết quả của việc ép lai giống khi có nhiều người yêu thích cụt cưng có vẻ ngoài như hiện nay và sẵn sàng chi trả số tiền khá cao để sở hữu giống chó này. Điều này thực sự đã hủy hoại cuộc đời của những con Buck. Những bức ảnh về hộp sọ hình dạng méo mó không phải do tác động của cú va chạm hay tai nạn nào đó, mà chính là hộp sọ bình thường của một con Buck. Nếu như bạn nhìn kỹ, hộp sọ này không hề có phần mũi, bộ phận để hô hấp bình thường, là mũi dường như đã bị cắt bỏ, cán dẹp hay cố ý đẩy thụt lùi vào bên trong. Đây hoàn toàn là kết quả của bàn tay lai tạo từ con người. Cấu trúc hộp sọ trên có tên trứng đầu ngắn và được xem là thảm họa của ngành giải phẫu học. Có rất nhiều loài chó có trứng đầu ngắn như Buck, Bulldog, chó chăn báo Anh, Bull Pháp hay chó Boston. Chúng được xem là giống loài đáng thương nhất hành tinh. Trứng đầu ngắn khiến mũi của chúng không thể hô hấp bình thường. Những chú chó này phải sống một cuộc đời khổ sở khi không thể thở bình thường, không có được giấc ngủ ngon vì không tiếp nhận đủ oxy. Một bác sĩ thú y giấu tên đã chia sẻ trên trang Reddit rằng đã cứu chữa cho một chú chó Buck rơi vào tình trạng hôn mê và cơ thể tím tái. Cô buộc phải đặt ống thở cho chú chó và da của nó bắt đầu trở lại hồng hào. Đó cũng là lần đầu tiên con Buck cảm nhận được mình được hít thở không khí bình thường trong suốt cuộc đời của nó. Điều này thực sự làm cô đau lòng và bỏ qua mọi lợi nhuận kinh doanh để đưa câu chuyện này đến bất cứ ai nuôi chó đầu ngắn hoặc có ý định mua giống chó này. Cách duy nhất để cứu rỗi cuộc đời của chúng là giải phẫu mũi, nhưng số tiền bỏ ra không hề nhỏ, dao động từ 45 đến 300 triệu đồng. Không chỉ khó thở, chúng còn mắc các chứng bệnh khác như cao huyết áp, viêm da và đau mắt. 100 năm trước, chó Buck không hề có hình dạng như bây giờ. Chó Buck ngày nay mập mạp hơn, da nhăn và có chiếc mũ ngắn. Theo bác sĩ thú y Norris, nguyên nhân của những cuộc đời đáng thương này chính là con người. Họ đã nhân giống dựa trên sở thích và gương ngọt ngắn của những chú chó bố mẹ có gen khác biệt. Thậm chí, việc sinh sản của giống chó đầu ngắn cũng gặp phải khó khăn. Hiện tại, đã có nhiều tổ chức tuyên truyền về việc nuôi và tiếp tục nhân giống những loài đầu ngắn này. Ngoài ra, người nuôi cần phải chọn những loài chó khỏe mạnh và tích cực hơn để chấm dứt những số phận thống khổ này. Theo chim mỏ rộng,